Trước hết nói về các khía cạnh chiến lược thì Tesson cho rằng là cái chiến lược của doanh nghiệp có thể sẽ quyết định đến cái việc là khách hàng của anh sẽ hài lòng với công ty của anh hay không. Dù như cam kết chẳng hạn, dịch vụ cho khách hàng chỉ là chỉ số đánh giá chính doanh nghiệp đấy. Nhiều doanh nghiệp bảo là chúng tôi cam kết chúng tôi sẽ đưa đến cho khách hàng một cái chất lượng dịch vụ cao nhất, đúng không? Và dựa cam kết đấy họ sẽ thực hiện đúng như thế. Vậy khi đó thì khách hàng rất là thỏa mãn và hài lòng yêu thích doanh nghiệp thôi. Rồi sự tín nhiệm, phân loại và sự tập trung, tất cả là bốn cái này thuộc về các khía cạnh chiến lược mà một doanh nghiệp khi mà họ bắt đầu chiến lược kinh doanh của mình họ cần phải đưa ra các yếu tố. Khía cạnh thứ hai, khía cạnh về nhân sự. Nhân sự thì tập trung vào bốn cái yếu tố nhỏ hơn: năng lực, thái độ, khả năng sáng tạo và tính liên tục. Nhất về năng lực thì tất cả nhân viên đều phải được tuyển dụng và đào tạo đều là một dịch vụ khách hàng. Rõ ràng là nếu để tôi mong muốn là một dịch vụ khách hàng của tôi tốt thì điều đó ai là người tạo dịch vụ khách hàng ạ? Có phải là cơ sở vật chất đâu, đúng không? Nó yếu tố quan trọng nhất trong dịch vụ khách hàng đó chính là con người. Và cái con người ở đây chính là ai? Chính là cái nhân viên. Nhân viên. Dù nhà hàng của anh có tốt đến mấy chăng nữa, món ăn của anh có hay chăng nữa, nhân viên cầm bưng bê ra mặt thì đúng không? Gọi là cứ như đưa đám ấy, rất là buồn. Rồi khách hàng nói chuyện khách hàng thì toàn không bao giờ có dạ vâng cả mà toàn nói trống không, gây cho khách hàng cảm giác khó chịu, thậm chí là còn cãi nhau với khách. Vậy thì tất cả các điều khác kia của anh đều trở nên vô tác dụng. Nhà hàng sang trọng để làm gì, chất lượng món ăn để làm gì nếu nhân viên của anh không tốt, đúng không? Vì đấy người ta gọi là năng lực của nhân viên. Hai là cái tính liên tục, các cái chiến lược ghi nhận khen thưởng cho các nhân viên nhằm khích lệ nhân viên luôn làm việc hiệu quả cần phải diễn ra liên tục thường xuyên thì mới có thể khuyến khích nhân viên họ gì ạ, họ đi họ chăm sóc khách hàng tốt được, hoặc là họ gì ạ, nâng cao cái chất lượng dịch vụ được. Chứ bây giờ tôi nhiều công ty chả lấy thưởng gì cả, một năm thưởng đúng một lần một tháng Tết, không có khuyến khích, không có khen thưởng, vậy nào sao nhân viên nó có động lực được? Mà trong nên nhớ rằng một tháng đấy là theo quy định nhà nước rồi, là công ty nào cũng phải để thưởng, thưởng ít hay thưởng nhiều thôi. Thế vậy chả có khuyến khích gì, con người ta cũng nó không phải cái máy đúng không, nó phải đều có tâm lý và có cái bên ngoài. Anh khuyến khích họ làm tốt hay khen thưởng họ một câu chắc chắn họ sẽ hết lòng để có thể là để thực hiện tốt cái chất lượng dịch vụ của anh. Thái độ lịch sự, nhân viên thì phải lịch sự, ân cần, khoan dung và thân thiện khi tiếp xúc khách hàng. Đấy thì nói thật là theo cá nhân tôi bây giờ cái điều này trở nên hơi xa xỉ, đúng không? Chỉ vào một cái số rất cái nơi nào nó vô cùng sang trọng và cái số lượng tiền chúng ta bỏ ra rất nhiều chúng ta mới nhận được cái này. Nhiều khi vào cái người ta bảo là các dịch vụ y tế của Việt Nam là gần như cái này nó còn xa xỉ hơn nữa cơ ạ. Không biết là các bạn sinh viên các bạn nào đã hay đi các bệnh viện lớn chưa ạ? Muốn họ chăm sóc ấy, muốn vào khám ấy là phải có phong bì, thực trạng chung của nền y tế ngay rồi. Lấy đâu ra cái sự ân cần, khoan dung, thân thiện, đúng không? Lấy đâu ra? Nhưng mà chính bởi vì nó hiếm, ít có, do vậy nếu doanh nghiệp nào mà đào tạo được cái thái độ lịch sự này cho nhân viên thì chắc chắn doanh nghiệp đấy sẽ rất là gì ạ, dễ làm được khách hàng và khách hàng sẽ có sự trung thành đối với doanh nghiệp đó. Khả năng sáng tạo thì cũng là một cái yếu tố mà tạo nên các cái dịch vụ tốt. Nhiều công ty thì cung cấp cho những cái nhân viên của mình rất nhiều các cái gọi là cái module để cho họ có thể khả năng sáng tạo cao. Nhưng họ không theo cái quy trình nào cả. À, giám đốc mà đây nhá, đây là cái quy trình mà anh hướng dẫn em thôi. Em hoàn toàn có thể sáng tạo ra cách của em. Nghĩa là sao vậy? Kết quả cùng là tốt. Đấy, hoặc là nhiều công ty bảo nếu hay ngay cả cái các bạn một số bạn thi đại học ngày xưa ấy, đúng không? Trong này có một điểm là nếu mà phương pháp giảng phương pháp giải bài tập ấy, nó mới lạ nhưng nó vẫn đúng, thậm chí người ta còn cộng điểm. Thì đấy nó chính là khát phát triển cái khả năng sáng tạo nhân viên và khi sáng tạo con người ta có thể làm được tất cả. Đừng nói là cái chất lượng dịch vụ tốt mà nó có thể trở nên gì ạ, có thể đạt được cái mức hoàn hảo thôi.